Xin chào các bạn đã đến với khoa học in áo thun của Nga Nguyễn Và để tiếp nối phần 8, phần in lụa Thì chúng ta sẽ đến với mục 3 là phân tích và tư vấn làm bản in lụa Thì các bạn có thể thấy trên màn hình của chúng ta có rất là nhiều mẫu bàn Và gần như là những mẫu bàn này thì sử dụng hầu hết để làm in áo thun mà thôi và tôi cũng đã được chứng kiến rất là nhiều mẫu bàn này rồi Từ những năm cách đây 8 đến 10 năm trước Rồi là những cái mẫu bàn nó thay đổi và đa năng hơn trong những quãng thời gian sau này Ví dụ các bạn có thể thấy ở trên đây đó là những cái mẫu bàn in Đây không phải là mẫu bàn in mà là một mẫu để in đơn lẻ thôi rất là nhiều cơ sở in thiệp cưới này Rồi là làm những cái mẫu gọi là in những cái băng rôn in những cái uh, à, làm trong cái các cái sở xốp uh, bóng đá này rồi kể cả làm những cái cái mà in như da phả rồi in cái gì đó các bạn in đầy đủ cái lộ đồ hoa hòe rồi lễ viễn các kiểu đấy tôi vẫn thấy họ vẫn thường sử dụng những cái hình thức in lụa và rất là nhiều kiểu bàn rất là đa dạng đấy và tôi cho rằng mẫu bàn nào cũng đều rất tốt à, miễn là chúng ta tinh chỉnh và và tối ưu để làm sao nó tích hợp đúng với cái mục đích sử dụng đúng với cái nhu cầu của chúng ta là xong đấy thì ở đây nó có cái đây là mẫu đơn lẻ này đây là những cái mẫu chế sau này này với nhiều với nhiều cái bàn in hơn thì uh, đây hai cái mẫu này các bạn có thể thấy đây là nó có hai cái mẫu này cũng uh, tương tự như nhau Tựa như là như nhau thôi Đó, hai màu đó là giống gần giống như nhau, còn sau này nó bắt đầu chế thêm những cái mẫu là là nhiều hơn đa năng này, các bạn này nhiều đa năng này. Tôi vẫn thấy các shop thể thao là hay sử dụng những cái thể loại này hơn này, Đấy, thể loại này này. chứ không 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 phải là chúng ta phải mặc định phải làm theo một cái mẫu bàn mà chúng ta đã thấy hoặc là được học nhé thì ở dưới này gồm có hai cái mẫu là mẫu bàn xoay nữa các bạn này đó hai cái mẫu bàn xoay này thì tôi không khuyến khích các bạn sử dụng những cái mẫu bàn xoay nhé những cái mẫu bàn xoay này là, là, là làm nó kém hiệu quả và tôi uh, cho rằng là nó rất rất là phức tạp và nó không có đa năng về cái tính đa, đa năng đa nhiệm của nó rất là kém đấy và cái này thì người ta rất là phù hợp đối với uh, các bạn cái này nó bên nước ngoài nó hay xài nước nước ngoài nhé các bạn để thấy thấy là ở nước ngoài rất là hay làm cái cái, cái thể loại này đấy thể loại này họ rất là hay làm và đặc biệt đó là đặc biệt là người, bọn mà bán hàng cho amazon ấy. amazon vì những cái cái thể loại này một là họ sử dụng thường in đối với dòng mực của nó là khác với mình mực bên mình nó, nó, nó mực của nó sử dụng cái mực rất là đắt tiền chứ không phải là mực thường đâu và kiểu nó vẫn đa hay thử dùng dòng mực giàu đa số là thế, đa số là sử dụng cái dòng mực dầu, tức là là in mà và ít bị khô lắm. Và hàng của nó là giá thành của nó một chiếc áo đến tận là có thể bán với một sản phẩm là giá cao, bán giá cao. Bán giá cao đến có thể là một chiếc áo bán cả 100 đô là chuyện bình thường. Đấy. 100 đô, 200 đô cũng là bình thường. Đấy còn mà cứ ba bốn chục đô thì đầy cái đấy ba bốn ba chục đô thì ở siêu thị Việt Nam cũng bán nhiều đó đó thì họ làm một sản phẩm rất là cao cho nên họ cần cái sự chính xác rất là tuyệt đối làm và làm khung và căn chỉnh tất cả mọi thứ đều rất là ok luôn đấy cho nên là cái này thì tôi xin phép được bỏ ra ngoài không phù hợp với thị trường Việt Nam đấy vẫn tôi vẫn thấy nhiều người làm nhé ở Đà Nẵng ấy tôi vẫn thấy là nhiều vẫn có một vài người làm đấy và nhưng mà à, tôi cũng đã được chứng kiến và, và và hỏi xem tôi có trước có một cái anh là từ gia lai à, về Đà Nẵng mình à, học về chỗ mình thì cũng đã phân tích cái điều này rồi và à, anh đã nhận ra được là cả nguyên nhân để làm không có hiệu quả là do cái, cái mẫu bàn này đây đấy thì các bạn hình như mình đã nói trong một số cái clip và phân tích rồi thì cái cái mẫu bàn in này là mình xin được phép là không tư vấn cái này cho các bạn nhé các bạn có thể thích thì có thể mua về uh, test thử giá nó cũng không hề rẻ đâu vài chục triệu nhé hai mấy triệu thì phải rồi còn bây giờ nó sẽ còn sót lại những cái mẫu bàn mà Việt Nam chúng ta thường hay sử dụng thì các bạn có thể xem qua thì ví dụ tôi, tôi các bạn thì xem ở đây là xưởng in của tôi này đây ban đầu tôi vẫn làm một cái mẫu in như thế này để dùng mà để in cử nhé nhưng mà linh động uh, vừa in cử vừa in đồ thể thao thì tôi chế tùm lâm hết tôi 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 chế rất là nhiều sau nhiều lần cải tiến ví dụ như cái thay ngày trước này tôi làm là là gì để mà gọi là làm cử đấy và tôi cũng muốn là ở không mình không có bị phần cử nó nằm ở phía trước chứ không phải là nằm ở phía sau đấy bởi vì là tôi còn rút ra để mà làm đồ thể áo thể thao nữa thành ra tôi không thích nó là phải ở nằm sau này nhá tôi không thích nó nằm ở phía sau này đấy mà tôi thích nó lại nằm ở, ở ở trước này Tôi chế kiểu này tuy nhiên sau một thời gian nó là nó, nó bị vướng mắc nó bị vướng mắc là chỗ là nó có những cái đinh ở thế này và nó lồi lên một phần này và khi chúng ta in trên một cái khung mà có thể tách được năm sáu màu ấy thì nó rất là khó nên nó bị cấn, cấn ngược, cấn xuôi, nên là sau tôi đập luôn, đập phá luôn, bỏ luôn và sau vứt luôn cái bàn này. thì tôi bắt đầu mới chế ra những cái kiểu bàn như thế này để in đây. đấy, tôi in uh, để mà, mà đủ thứ đấy. đây, đa năng đa dạng thì sau này thì có cũng có nhiều người học uh, in nữa tôi tôi vẫn uh, hướng dẫn cho uh, và cũng cũng uh, tư vấn cho anh em là cũng nên uh, tùy cái điều kiện của mình có thể làm cái uh, xưởng khác ví dụ ở đây có cái uh, cái mẫu hình mà mà đây là cái của bạn Liêm nhé Bạn này cũng đã từng học của mình và đi học ở nhiều nơi nữa ở Sài Gòn nữa nhé Và tất nhiên thì cái quan trọng là hiệu quả thôi chứ bây giờ bàn hay là phương pháp hay mọi thứ rất là ngon nhưng cuối cùng là hàng này không làm được thì cũng là như nhau đây ban đầu là bạn ấy làm nó cũng, cũng cái mẫu hình này cũng in bằng cử này chỉ cần đưa áo vào đưa khung vào là ráp vào là work cực ngay thôi sau đó bạn mới mới chế lại cái mẫu bàn mới này Còn mẫu bàn này nó rất rất là dễ các bạn có thể thấy đây có thể căn được vị trí căn chuẩn vị trí và kích thước thôi đấy và có những cái hộp sắt V, sắt uh, vuông, rồi là mua những cái uh, uh, con quay này những cái, những cái tất cả mọi cái thứ nó bán hết Cái các tắc kê hay mọi thứ đều bán ở xưởng bán vật tư hết Bây giờ rất là mua, mua quá dễ Các bạn chỉ cần nhắn tin là xong, không cần phải đi mua đâu cả à, Họ sẽ ship về cho các bạn Thậm chí là kích thước thì bản in, mẫu bản in Rồi là có cả những cái uh, bản thiết kế cho các bạn làm luôn nhé cho nên là các bạn không nhất thiết phải tìm kiếm và phải lo sợ về việc này. đấy, đây là, đây là cái bản mà tôi chế lại, đây là cái bản in mà đây là anh trai tôi làm, cho tôi tự chế luôn, tôi chả cần phức tạp gì cả. tôi, theo tôi là, tôi cũng chỉ làm đa năng và tối ưu cơ bản, rồi mình sử dụng thời gian để, để nghiên cứu để làm sản phẩm khác đấy thì bây giờ tôi sẽ bật sơ qua các bạn xem uh, cái cách này vận hành những cái 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 bàn này các bạn tự đưa ra quyết định nhé. Rồi đây là có một cái 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 cái, uh, cái mẫu tôi cũng có đao về cái cái uh, bản vẽ của bên chỗ Tân Phương làm nhé Bàn này đây rất là dài, khổ dài. Nhá, thì các bạn có thể cần thì mình sẽ cho đường link để tải về những cái uh, kích thước kích uh, kết cấu này. Uh có bản vẽ đầy đủ hai mặt đó là góc đứng bằng rồi là đầy đủ luôn nhé kích thước kính bao nhiêu này sắt v hộp 30 hay là mấy gì đấy thì theo tôi thì các bạn làm bàn phải làm cố gắng làm chắc chắn ở tất cả các cái loại hộp hộp vuông này đều làm sắt sắt ok đừng có làm sắt mỏng nhé sắt nó phải là ví dụ như là 1.5 hoặc 2 chứ không thể nào dùng sắt uh, độ dày của nó kém được nó mỏng là nó yếu lắm, yếu mà khi mình làm nó chán và nó nhanh hư như gãy. cái này thì tôi sẽ gửi cho các bạn các bạn, bạn nào xem comment thì xuống đó thì email đó tôi gửi qua cho các bạn comment email nhé. các bạn comment email và tôi sẽ gửi qua cho vì nó là có cả pdf và nó cũng khá là nặng. tôi cũng chưa đưa lên google drive nên sẽ chưa có link. comment gmail tôi gửi nhé. Đó. còn uh, bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem sơ qua ví dụ này. đây là cái bàn bàn in bàn in nhỉ, bàn in cử đúng không ạ, bạn có thể thấy anh 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 áo 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 ca đỏ áo hồng này đang còn in đúng không, rất là rất là nhanh chóng, thì các bạn có thể thấy được cái ưu nhược điểm đó là không cần phải nhìn gì cả, bởi vì nó đã có một cái tắc kê ở giữa và hai bên nó à, hai bên là dừng lại, đây. hai bên nó đây này, cái mẫu khung này thì nó rất là hay chỗ là các bạn có thể thấy là nó có một cái tắc kê ở đây và hai đầu này nó lồi ra một tí và nó chỉ cần gắn vào sát cái đinh này là xong đấy thì nói chung là cái này thì về chỉ cần in ba cái áo là tự động biết ngay không phải suy nghĩ gì cả còn mực thì chỉ cần kéo lên bởi vì chúng ta đã định hình rồi một là cố định được cái cái thân áo hai là cố định được về vị trí của khung thì cái nào cũng giống cái nào thì chỉ cần nhắm mắt là in thôi nhé đây các bạn xem này thì cần nhắm mắt là in in rất là nhanh in rất là nhanh rồi chúng ta chuyển qua một cách khác rồi chúng ta phân tích sau đây là canh mắt đó thì đòi hỏi chúng ta cần phải phải canh phải dùng mắt phải dùng tay phải dùng đầy đủ tất cả mọi thứ tuy nhiên thì chúng ta có thể linh động lanh nếu như lượng hàng chúng ta vừa phải thì làm không phải là uh, quá nhiều thì rất là rất là khỏe rất hay và làm nhiều thứ thực thực sự là hàng chúng ta còn phải linh động không phải là không phải là đơn vị bán sỉ thì làm cái này rất là hay còn các bạn đã làm in cử phải in số lượng nhiều số lượng lớn in giá thành rất là rẻ nhưng còn nếu không thì uh, cũng không được tối ưu nhé còn đây, đây là những cái mẫu mà mẫu này thì cái này là do cái 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 bàn mà nó ủ cái dòng dòng máy in tự động rồi thì các bạn không không nên nghiên cứu làm gì cả đây nó in một lần uh, màu luôn đúng ạ in một lần rất là nhiều màu và nó chỉ kéo đúng một phát một sau xong rất là tối ưu video này có trên kênh luôn nhé rất là nhanh chóng và uh, chúng ta xem qua để chúng ta sau này chúng ta chế cái mẫu bản in phù hợp với chúng ta là ok đấy thì chúng ta sẽ quay trở lại đây để chúng ta phân tích nào ở đây chúng ta sẽ có nhiều những cái mẫu này. Đây là những cái mẫu cho cái cỡ hạng trung nhá. Tất cả những cái dòng này đều là hạng trung cả, hạng trung, xưởng in nhỏ và trung cả. Còn lớn là đâu? Lớn các bạn có thể thấy là đây tôi sẽ đưa ra ba cái hình này. Đó có phải là các bạn thấy là lớn không? Đây, rất là lớn. Xưởng của họ làm rất là ok, rất to cái này mỗi ngày mà các bạn có thể ra mà làm với số lượng màu ít có thể ra được khoảng 2 đến 30.000 hàng là chuyện bình thường họ in rất là nhanh cho nên là các bạn phải dự liệu được các bạn có cái lượng hàng đấy không để mà nghiên cứu xưởng một cách phù hợp Còn tôi nói với các bạn để đầu tư để đầu tư cái uh, mô hình để đầu tư là bàn làm bàn với kính các kiểu không bao nhiêu tiền hết đấy rồi là mua thêm cả máy máy sấy tự động thì nó cũng không bao nhiêu tiền nhá, không bao nhiêu hết, cho nên là các bạn chỉ quan quan trọng nhất là khi mà các bạn muốn uh, xác định làm bàn in thì chúng ta phải chú ý những vấn đề như sau ví dụ này, làm bàn in thì chú ý gì? ví dụ như là chúng ta phải phải về dựa vào cái một là lượng hàng nhé lượng hàng đó chúng ta phải chú ý vào cái lượng hàng của chúng ta sau đó kêu gọi lượng hàng này các bạn này mới linh động mới quyết định mình phải dựa vào mua thuê được mặt bằng sau đó phải dựa theo cái mặt bằng nữa để mà làm làm làm, làm bàn nhé kích thước về số lượng bản in đấy hai những vấn đề này lượng hàng này dựa vào mặt bằng này mình dựa vào cái cái cái, cái sự hiểu biết của mình nữa nếu chúng ta biết in bằng mắt thì chúng ta làm canh được thì chúng ta vẫn in bình thường chả có vấn đề gì cả Tôi in bao nhiêu năm nay tôi vẫn có vẫn thấy chả có vấn đề gì đâu Và trước đó tôi cũng đã từng làm in cử rồi in đầy đủ tất cả mọi thứ sau đó tôi lại bỏ đi Nhưng mà đó là dựa vào sự hiểu biết của mình để chúng ta linh động thôi Đấy, Dựa sự hiểu biết để chúng ta linh động thêm Đó Đó là những vấn đề theo tôi là quan trọng nhất còn về tiền bạc nó cũng không bao nhiêu bởi vì là sự đầu tư của nó không không hề không không quan trọng lắm đầu tư ít đấy cho nên là các bạn sẽ dựa vào ba tiêu chí này để 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 làm để phân tích và cuối cùng quyết định đấy. lượng hàng thì chúng ta quyết định được mặt bằng rồi là cái cái kích thước rồi là số lượng đấy chúng ta sau đó chúng ta dựa vào mặt bằng là chúng ta à, lựa chọn à, lựa chọn cái kiểu đúng không cuối cùng là chúng ta lựa chọn cái kiểu bàn bàn và sau đó là thiết kế và thiết kế và làm thôi đúng không ạ thiết kế thiết kế và sau đó là làm bàn thôi vậy là là xong ha thì tôi đều là tự thiết kế hết tất cả mọi thứ tôi đều, đều từ thiết kế và sau đó là đưa qua cho thợ hàn làm xong ví dụ như các bạn này những cái mẫu bàn này đều giống nhau nhá nên tôi thôi cái mẫu này thì thôi tôi tôi cho rằng nó chả có tác dụng gì mấy cái mẫu này đều là mẫu chế lại của những cái mẫu này thôi đây chế lại của những cái mẫu này thôi đấy nhưng mà nó làm nó làm rộng khoảng cách giữa nó nó rộng hơi rộng và cái kiểu chân nó quá khá là phức tạp đấy kiểu chân bây giờ còn làm còn là một thanh chéo ở dưới với lại là bốn thanh và đây cũng không phải nữa mà lại là làm v làm sắt V bây giờ phức tạp quá theo tôi là không nên nhé làm kiểu này thì làm các bạn làm thì làm còn những kiểu này bỏ nhé tôi sẽ không tư vấn những cái kiểu này và kiểu này cũng vậy tôi không tư vấn kiểu này cũng vậy nó quá là phức tạp và tôi tôi thấy nó nó nó, nó. cái máu này là vẫn là máu đẹp nhé đẹp và nếu như ai thích thì có thể làm không không vấn đề gì cả mẫu bàn này tôi vẫn thấy xem là nếu chấm điểm tôi vẫn chấm là đẹp đẹp hơn nhiều so với những cái mẫu này, nhìn nó lâu đời rồi. Cái này thì người ta làm khá là đẹp và người ta để trong cái cải thể thậm chí là họ để trong cái văn phòng của họ luôn. Nhìn nó sơn đầy đủ và nắp sắt xong mà vẫn còn nắp những cái đầu như này, tôi thấy ok. Rồi thì chúng ta lướt qua những cái mẫu này nhé. cái uh, trước đây á thì tôi cả đã học một ông thầy cũng chỉ in mà tôi khẳng định với họ chỉ có một cái tấm kính như thế này thôi các bạn ạ, họ vẫn làm được mà chả có vấn đề gì cả họ chỉ làm đúng đúng mỗi một cái tấm kính thôi đúng một cái tấm kính thôi họ vẫn làm đẹp bình thường không có vấn vấn đề gì họ chỉ có một tấm, thậm chí là hiện tại có nhiều cái cơ sở in in mũ nhá, họ chỉ có để, để trên ví dụ họ in á, họ, họ có một cái, cái ghế như thế này này, họ sắp một 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 mớ hàng thế này, Đấy, có thể là hai ba chục cái trên đấy, sau đó là họ cứ in từng cái một, vẫn in được nhá, vẫn in bình thường, thậm chí là còn có rất là nhiều khách hàng và phát tiện nó ok luôn chứ không phải là nhiều người xưởng to mà đói hàng là cũng như không nhá thành ra là là với mẫu một bàn in vẫn ok chứ không phải là à, cần phải là nhiều hàng nhiều nhiều bàn mới mới được đa số là sự dư thừa hết đấy thì ở đây thì các bạn có thể lựa chọn à, làm bàn đây là hai cái cái trong quá trình bắt đầu một đó là làm bàn in cử hai là là bàn in canh đây tôi có thể tư vấn cho bạn hai hai mẫu này Đấy. Rồi thì đây là hai mẫu mà chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại Vậy thì ưu nhược điểm nó là gì chúng ta cùng nhau phân tích luôn nhé Phân tích bây giờ luôn Đó là Đây các bạn có thể xem ạ. Bàn in cử Bàn in cử Thì nó sẽ in rất là nhanh Bởi vì nó nhắm mắt cũng có thể in được mà Đúng ạ Đặt vào cái khớp cũng giống như chúng ta thôi giả sử như nó có một cái khớp sẵn rồi thì chỉ cần đặt vào là nó có thể được ngay và chỉ cần kéo một phát là xong một hoặc hai cái là xong đấy in được rất là nhiều màu sắc và đẹp có thể các bạn có thể in 8 màu 10 màu thì chụp 8 với 10 cái khung tách mỗi cái khung ra nhé chụp ra nếu các bạn có một cái bàn chụp khung lớn đúng ạ thì các bạn có thể chụp một lần bốn khung đấy nhưng mà nếu bàn lớn bây giờ cũng bàn chân không bây giờ cũng không rẻ đâu các bạn ạ mười mấy triệu hai chục triệu đấy không phải đơn giản tùy tùy máu đấy đấy thì mua bàn nó to lắm nó to mà làm được cái kiểu này thì đầu tư mới đầu cũng khá là phức tạp khá là nhiều tiền đấy các bạn ạ cho nên là các bạn hãy linh động trước nha suy nghĩ trước rồi mới quyết định đấy còn chụp chân không thì nó nó ok chứ không không những cái mẫu từ chế bàn từ chế các bạn thì chụp được tám uh, 8 đến 10 cái màu thì tôi nghĩ nó cũng căng đấy đặc biệt là nếu như lượng hàng chụp 8 đến 10 cái màu mà chỉ in được khoảng uh, mỗi mẫu in được khoảng 5 70 cái trăm 100, 100 cái chả ăn thua không ăn thua nhá chi phí làm thời gian làm mọi thứ tối ưu rất là lâu sau đó chúng ta phải căn chuẩn đi căn chuẩn lại chứ không phải là các bạn chụp xong là là được đâu canh căn chuẩn xê dịch rồi là dán khung rồi là kiểm tra khung rồi phơi xử lý lối rất là nhiều rất là nhiều chứ không phải là dễ đâu nha các bạn đấy thì cái nhược điểm nó là đây tôi đã ghi rồi tốn làm khung này làm nhỏ thì đặc biệt là không phù hợp và cái 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 uh, những cái khác nó ví dụ như là nó cần một cái, cái diện tích ví dụ như là nó nó cần cần diện tích diện tích lớn này. diện tích lớn nó cần diện tích phải cần diện tích lớn nếu các bạn làm sai cái mẫu bàn in hoặc là tính toán sai lầm thì các bạn sẽ gắn bó với nó cả đời luôn bởi vì các bạn sẽ không bao giờ dám thay đổi nữa thông thường là nó làm từ đầu nó phải chuẩn nếu mà các bạn đã lỡ làm được thì sau này chúng ta nhát làm lại lắm ví dụ các bạn làm cái mẫu bàn này sau đó các bạn chán các bạn chả bây giờ bỏ đi được rất là khó thì sang thì chả ai ai sang cũng chả bây giờ bây giờ làm trả chi phí bao nhiêu mà vứt thì lại tiếc với lại giả sử có vợ con rồi làm vứt như vậy nó nó cần nhằn đủ thứ rất là phức tạp đấy cho nên là rất là khó đấy. và cắt đi đâu cũng chả được và rõ ràng là chúng ta cứ thôi thì nó cũng chả ảnh hưởng mấy thì cứ để thế gắn bó chúng nó mãi thôi đấy rồi ở đây bây giờ cánh mắt bàn cánh mắt nha, bàn cái bàn cánh mắt để, để tôi kéo qua, đó, rồi máy bị đơ, đây bàn cánh mắt này, vẫn chúng ta vẫn có thể in bình thường nó phù hợp này, nhanh chóng khi in số lượng vừa và ít này ví dụ nhiều khi mà chúng ta ra chúng ta khách có thể làm chờ 15 phút lấy luôn vẫn có thể làm được 15 phút đối với số lượng mà hai ba cái chẳng hạn thì chúng ta có thể cắt đề can làm khung nhanh chóng sau đó là xé có mực sẵn thì bao giờ mực nó không sẵn rồi thì chúng ta đổ vào kéo luôn sấy khách luôn đấy thì nó rất là nhanh ở chỗ đấy bởi vì các bạn có thể làm một cái lượng số lượng bàn ít hơn đặt ở ngay cái tại cái shop của chúng ta số thể thao hoặc là một cái số bán hàng áo thun nhỏ lẹ chúng ta kéo cho khách luôn đấy thì cũng khá là phù hợp nhá rồi chúng ta đối với cái kiểu bàn như thế này thì cần đút vào xong ờ, chỉ cần cầm hai tay đẩy vào là xong chả phải là uh, vướng mắc tùm lâm tà la đấy thì tôi thấy nó nó đưa vào nhanh chóng nhá bàn in thì dễ đơn giản và chứ tất nhiên chi phí làm bàn nó cũng rẻ hơn rồi đúng ạ uh, kết hợp in áo thì thao đúng rồi mẫu bàn này in áo rất là nhanh nhá in tên sau kéo là một đoạn in số thì cái này các bạn có thể thấy là tôi đã in số áo thể thao trong phần trước rồi. Đấy thì hoặc là tìm lại những cái cái video mà tôi in cả tên luôn thì cho nó nhanh nhá, tên thì chúng ta linh động in xong thì kéo ra in số thôi. Đấy, rồi là chúng ta kết hợp với kết hợp với một vài công nghệ in khác hiện đại khác. Ví dụ như chúng ta có nhiều công nghệ khác như in chuyển nhiệt này. Uh, in pet này in decan này rồi là in những ý, có thể in trực tiếp như in dòng dtg cái kiểu kiểu in là điều dtg đấy là chúng ta có thể là kết hợp với nó in lụa chỉ là một hình thức phủ khác thì chúng ta sẽ dùng bàn cánh mắt chúng ta làm chứ không dạy gì mà làm cái bàn in cử này đúng không không có ai bị điên mà in số lượng ít như vậy mà uh, in sản phẩm mà chúng ta lại 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 phải làm một cái hệ thống mua một cái hệ thống Đấy, cả từ vì các bạn đã làm Đã làm theo cái kiểu này Bàn in cử thì các bạn Tất cả những cái uh, uh, Máy chụp khung này Căng khung, làm khung Rồi là kiểu khung Rồi là cái, cái cách in của người ta Cũng phải phù hợp với nó luôn Các bạn hiểu không ạ Nó phải thay đổi cả một cái Cái, cái cấu trúc toàn bộ luôn Đấy Chứ không phải là uh, Thích kiểu nào Thì làm kiểu đấy là rất là khó nha Đây rồi nhá, à, cái cái bàn in canh mắt này làm khung này khá nhanh này, ít tốn chi phí làm khung à, nó nhưng mà cái à, à, nhược điểm của nó là chúng ta cần nhiều cái kỹ thuật Nói chung là cần phải nhiều kỹ thuật thì cái kỹ thuật ở đây thì các bạn biết kỹ thuật ví dụ như là tôi ví dụ nhá ví là kỹ thuật về thiết kế đấy thiết kế không phải sử dụng nhiều cái, cái à, linh động như à, tách này gộp này rồi là tăng nét kích nét này rồi in màu nào trước màu nào sau nè rồi là những cái cái đó rất là quan trọng nhé không không cái đó mà không ăn khớp với nhau thì gần như là không thể thể canh được không thể làm được đấy cần nhiều kỹ thuật đấy. và cái, cái 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 cách cách in cũng vậy cái số lượng số lần kéo chúng ta tỷ lệ rồi là cách pha mực đấy. cách pha mực rất là nhiều cái yếu tố kết hợp với nhau chứ không phải là ít đâu đó Rồi, in nhiều màu thì hơi cực nhé. Ví dụ các bạn in mà mình nhiều màu thì có phải căn canh, canh. Theo tôi thì tôi cũng chả có gì cực đối với tôi. Nhưng mà đối với người khác thì có thể làm hơi lâu. Hoặc là những người không biết thì làm 7, 8 màu, 6, 7 màu thì... Lên trong lịch sử tôi đã từng in vào 10, 13, 14, 15 màu. Vẫn in bình thường. In nhiều màu. Ví dụ những cái cái sắc cầu vồng hoặc là những cái cái in hoặc những cái logo là đa màu sắc ấy trong một cái góc của nó là nó nó đã chia ra rất là nhiều bắt nó bắt buộc mình phải in từng màu một thành ra là mình chỉ phải lấy giá cao mới làm được thôi chứ còn còn nếu mà các bạn làm mười mấy màu chụp mười mấy không thì cũng khá là cái nào cũng 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 khó cả in nhiều màu cái nào cũng khó cả rồi cái khó nhất của nó thằng này là gì đó là in chi tiết nhỏ nhiều màu thì hơi hơi là khó đấy nhá chi tiết nhỏ nhiều màu nhưng mà vấn đề theo tôi nó cũng không vấn đề gì nếu như mà chúng ta có chúng ta có tức là 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 có có cái để mà 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 canh là được đấy tí tôi mà tôi chia sẻ hay tôi dạy online hay là tôi hướng dẫn apply cho các bạn thì tôi vẫn nói rất rõ về điều này nếu có chúng ta có cái mà canh theo thì nó nó rất là dễ còn nếu mà những chi tiết nhỏ mà mà không có gì luôn ấy, thì theo tôi chỉ còn cách là in cử thôi còn tôi đối với tôi như tôi in đa năng thì tôi, tôi, tôi bây giờ tôi tôi lại trả tôi linh động với kết hợp với công nghệ khác thì tôi đâu cần phải làm bàn in này nữa đâu tôi kết hợp với khác thì, thì tôi làm chưa đâu có cần thiết phải phải là phải... ví dụ như chúng ta kết hợp uh, in chuyển nhiệt với nó này in decan với nó này hoặc lấy in pet với nó này đấy các bạn hiểu chưa hiểu hiểu rõ cái vấn đề này tôi nói phân tích cái nhược điểm đó rồi Tất nhiên in thì không thể nhanh như bản in cử được Đấy Tuy nhiên thì nếu các bạn in với số lượng 50 cái thì Ví dụ như các bạn in 50 cái In một màu như vậy chỉ hết khoảng độ 3 phút chẳng hạn đi Thì rõ ràng là in cử thì In có cử thì hết có phút rưỡi một phút Đúng không ạ Phút rưỡi Đấy Nhưng mà nó chỉ hơn mấy phút Nếu như bạn làm nhanh thì thì nó vẫn có bao trả bao nhiêu cả nhưng mà nếu mà các bạn in với số lượng khoảng độ 5.000 hoặc 10.000 cái thì đó lại là vấn đề nhé Đấy thì hồi nãy tôi đã nói với các bạn là, số lượng nó rất là quan trọng đúng không ạ lượng hàng rất là quan trọng còn đối với kiểu bàn này thì tôi đã từng họ đặt cái máy sấy tự động nhưng mà cái kiểu bàn này chạy không được mà nó tôi không chưa thiết kế được ra mẫu phù hợp thì thôi tôi bỏ luôn cái mẫu và à, tự động Đấy, có thể xoáy tự động này các bạn có thể xoáy tự động nhanh chóng thì nếu như theo tôi nếu như các bạn làm bàn in cử tôi vẫn thấy nhiều bàn làm in cử nhưng mà lại không có hệ thống xoáy tự động này vẫn xoáy tay thế thì làm gì đúng ạ nó cái ưu cái nhờ cái ưu điểm của nó là số 1 thì lại không chịu làm các bạn phải phải làm cái này để cho nó sấy tự động, làm một mình cũng được hoặc làm bớt cái nhân công nhé Đầu tư nó có phải trả bao nhiêu mua lại thì có một cái, một máy sấy tự động nó khoảng độ là 15-20 triệu thôi 15 triệu một cái máy sấy tự động bàn dài thì tốt nhất nên là một bàn, một bàn đó để cho nó sấy, cho nó nhanh đấy còn bây giờ dựa vào cái ưu nhược điểm tôi đã phân tích rất là rõ ràng như thế này thì các bạn có thể là, là là đưa ra cho mình một cái giải pháp và phân tích làm sao để chúng ta đưa ra một cái bàn phù hợp đấy thì bây giờ đối với tôi nếu như tôi cho các bạn cuối cùng thì tôi sẽ cho bạn một lời khuyên kết hợp giữa hai bàn đấy thì các bạn nên được, dựa vào cái uh, kích thước của chúng ta chế luôn cái kiểu mà có thể vừa in được cả cử vừa in được cả 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 cái này nhé cái mẫu này thì khả năng mình sẽ chia sẻ sau cái mẫu mà mà kết hợp cả hai này tôi đã từng có ý định là làm lại hệ thống bàn để mà tích hợp được cả hai cái này còn nếu các bạn thích thì các bạn có thể đầu tư cả hai cái mô hình này luôn trong một cái xưởng của chúng ta đấy bên này chúng ta là một hệ thống bàn dài khoảng độ 15 hoặc là hai ít cũng phải 15 20 cái 15 20 cái bàn và trải dài như thế hai bên tổng cộng là ba bốn chục cái gì đấy và chúng ta in cử đấy còn một bên chúng ta là vừa kết hợp giữa uh, in cái này này in in canh mắt này này vừa in số bóng đá rồi là một góc còn lại chúng ta sẽ gì chúng ta sẽ ví dụ như này sự in dài như này thì chúng ta làm một cái hệ thống bàn dài này bàn đó và đây là hệ thống máy móc máy tính các kiểu và chỗ này là chỗ để mực chẳng hạn đấy thì các bạn có thể linh động uh, thiết kế như thế nhé thiết kế cho nó uh, phù hợp như thế đấy ví dụ như chúng ta thiết kế cái mẫu này đó thì xưởng in chúng ta đấy đó thì tôi tôi uh, sẽ uh, chỉ biết là tư vấn với bạn thư thế này, này là phù hợp nhất đó kết hợp cả hai hoặc làm kiểu bài kết hợp giữa hai thứ này dựa vào những cái, cái mà các bạn đã biết đấy dựa vào những thứ các bạn đã có nữa chứ không thể nào là tôi bây giờ tôi cho bạn một cái kích thước như này các bạn làm theo được bây giờ xưởng của tôi nó thế cái khu vực của tôi nó thế và nó linh động được như thế thì, thì không thể nào mà phù hợp đúng với cái tiêu chí của các bạn cả còn những cái thông số về làm bàn này thì các bạn đã có một cái bản vẽ nữa này. Bản vẽ của bên bàn in cái này của anh Tân Phương này. Còn cái cái kiểu của tôi thì bây giờ quá dễ đúng không ạ? Bây giờ tôi có thể nói với chỗ, tôi có thể. Bởi vì cái bàn này là tôi tự chế, tôi làm tự chế ban đầu ngay ở Đà Nẵng tôi có thể là tôi làm đầu tiên. Chưa có luôn. Tôi chế đầu tiên luôn các bạn, sau đó bắt đầu nhiều người mới về chế theo. Chứ còn nói thật chứ mẫu bàn này tôi làm từ năm 2010 12 13 tôi đã làm rồi thì các bạn chỉ cần một cái khoảng cách phù hợp trên xuống đây ở đây khoảng độ 90 phân nhé cái tay cầm cái cái kích thước gương của tôi nó là à, 35 x 50 nhé Rồi là khoảng cách ở giữa những cái ô với nhau đó là khoảng cách là 10 nhé các bạn mình tự thiết kế cho nên là bản thân mình chả bây giờ phải phải chuẩn bị một cái bài giảng một slide gì cả mà mình nhớ hết tất cả mọi thứ thông số này Đấy, còn với cái tiêu chí là cái gương là năm mươi thì các bạn chỉ cần làm những cái thanh ngang này chỉ khoảng độ 25 đấy là xong, rồi nó lọt thỏm ở giữa nhá. Đấy. Lọt thỏm. là là đặc biệt là các bạn nên mua thép cứng và phải làm bàn thật chắc chắn, nên làm những cái thanh gọi là thanh V, thanh uh, Thanh để mà để chống đỡ những cái này chắc chắn tốt nhất là là, là như thế còn tôi tôi cũng chả cần và tôi hiện tại nó tôi vẫn bây giờ tôi đang uh, hạn chế in số in lụa các bạn hạn chế tôi cũng không nghĩ nó sẽ uh, mình sẽ gắn bó với nó có dài mãi mãi đối với in lụa thành ra tôi cũng không nghiên cứu lắm nhiều về bàn hoặc là nghiên cứu nhiều về phương pháp nữa chúng ta cứ thế làm thôi biết ít thôi biết ít tôi biết chừng đó để in được rồi và cho bây giờ tôi không tôi không có nghiên cứu thêm gì cả và tôi cũng chả bao giờ lên mạng hay lên group cái gì mà để 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 tôn hô hay là để học gì, học lõm hay là để mà so sánh với bất cứ một ai cả nhiệm vụ của chúng ta chừng đó thôi đấy các bạn hiểu không ạ và chúng ta sẽ lướt qua một lần đoạn cuối cùng nhanh gọn nữa là cho các bạn biết nữa là chúng ta cần phải dựa vào cái lý do chúng ta này, những lý do này chúng ta làm và dựa vào những cái uh, uh, nhu cầu rồi là lựa chọn mình một kiểu bản in, sau đó là dựa vào kích thước để, để chế chế theo cái kiểu này là đây các bạn. Đây là bàn in uh, cử này, bàn in uh, cánh mắt này, hệ thống máy móc này, rồi là khu vực để hàng giấy. Tuy rồi có thể chế được những cái khu vực mà để chụp khung đồ kiểu khu vực mà rửa dọn này, này. Đó. Tôi đều thiết kế hết toàn bộ. Ví dụ như bà cái hệ cái cái, cái 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 đơn giản là cái cái để mà rửa cái khu vực để mà rửa rửa khung, rửa mực đấy. Tôi cũng phải tự chế ra một cái kiểu của mình, không bao giờ các bạn nếu các bạn đến chỗ tôi các bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ tôi không bao giờ làm theo một ai chỉ có các bạn nếu có làm làm theo tôi. Tôi không 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 theo ai được Tôi cứ kể cả kể cả cái kích thước cái chiều cao của tất cả mọi thứ. Nhiều khi các bạn cứ thấy thế rồi cứ làm theo. Đâu phải vừa và ông cao hay ông thấp, ông gầy thì tôi 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 mà chiều cao tôi tôi cảm thấy 90 phù hợp. Tôi phải đo các bạn ạ. À. Tôi ngày trước tôi tôi làm thấp tôi tôi cũng mỏi lưng quá không chịu được sau đó cao cao quá làm chậm đến tôi khi tôi phải hạ xuống chân hạ chân xuống vừa ngang với cái 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 bụng của mình ngang với cái cái cái, cái lỗ hông của mình chúng ta đấy nó chả theo ai cả đấy rồi những cái ưu nhược điểm này các bạn để phân tích nhá phân tích rồi cuối cùng là đưa ra cho chúng ta một cái sự tương thích phù hợp và lựa chọn cho mình một bản in đấy và những buổi sau chúng ta sẽ cùng đi qua một vài cơ bản về pha mực và cơ bản về in canh các kiểu thế là lướt cho anh cho xong nhé còn chụp khung đồ thì cũng dễ ỏm ấy. thì tôi cũng sẽ hướng dẫn sơ qua cho các bạn nhé rồi bây giờ cái buổi phân tích cái kiểu bản in mà hướng dẫn tư vấn cho các bạn như thế là xong rồi Bây giờ tôi xin chào hẹn gặp lại các bạn Và tôi mong các bạn có thể là đăng ký kênh ủng hộ tôi Cho một like, một share gì đấy Để ủng hộ tôi bởi vì là cái khóa học này chỉ rất ít các bạn quan tâm rất ít cho nên là à, tôi cũng à, không có được à, tinh thần ok tốt để mà làm được nhiều video hay và tuyệt vời và bổ ích cho các bạn nhé nên tôi hy vọng các bạn có thể chia sẻ với tôi xin chào hẹn gặp lại các bạn